Bắp nói rằng bắp cao là 1m67, sau khi kéo giò thì thành 1m75. Bắp vừa lùn vừa khòm, vừa hút tiền DVD gần cả nửa triệu đô, cộng thêm cái tiền thu từ YouTube, thì cái chuyện chi 100.000 để sửa tướng, mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, đâu cần phải nổ làm gì ta. Nhưng mà bác sĩ thì nói là anh chàng này cao 5,4 feet, tức là 1m62. Sau khi kéo giò ra thì ảnh lên 5,7 feet, tức là 1m70. Như vậy là đầu vô đầu ra, bắp đã cộng thêm 5cm. 5cm đó thì cho là nổ, mà đã nổ không cần thiết.